Nhiều khi là các bác này có nói dùng cái hàm như hàm xin cóc ấy, nhưng mình thấy là nó rất là khó đó. Mình thì từ khi mình ra trường bây giờ chưa thấy cái xin cóc bao giờ. Cái trục cằm ấy sau điều trị bệnh nhân loại ba ấy, đi học thì vẫn có. Cái loại ba là cái hàm dưới nó như thế nào, nó qua phát không ạ? Người ta dùng cái xin cóc để giữ cái cằm này lại không, đúng không? Đây là cái lý nó rất là ok, cái nguyên lý rất là ok, nhưng mà hiện tại bây giờ mình chưa thấy. Và như mình có nói ấy, mình kích thích nó phát triển thì dễ, nó đang ngắn này mình làm nó dài ra thì dễ, nhưng đang dài là mình làm nó ngắn lại được không? Ngắn lại bằng cách nào thì bắt buộc nó phải tiêu đi, đúng không? Phải tiêu đi rất là khó, thì nén ép vào nồi cầu này lại gây rối loạn cấp thay chẳng hạn. Thứ hai, xương tự ngắn thì được không? Nó ngắn được, nó ngắn được đâu đấy. Cái nhân rau thịt đồi bầu nó đang dài này đúng không, đè vào kiểu gì nó lại ép vào chỗ khác thôi. Cho nên thường thường là mình có thể kích thích nó dài ra để mình kéo kích thích cái hàm trên hoặc hàm dưới ra trước, còn như mà ép vào sau thì mình không làm. Cho nên mình có nói là mình không làm với chữ khác vậy. Thứ hai là sửa cắn chéo, đúng không? Một là hẹp hàm thì nong, đúng không? Thứ hai sửa cắn chéo này có thể là hàm nong bằng cách mà động cung cầu cái này đó, hoặc là làm dây cung này đó, hoặc là một số cách để chun chun chỉnh cắn chéo. Những trường hợp này dùng chun chỉnh cắn chéo là ok nhá, đúng không? Đây là ba cách này. Thứ nhất là dùng chun chỉnh hai hàm. Muốn cái răng này di chuyển nhiều thì hàm răng này ít di chuyển hạn, thì khi đó mình dùng dây to hơn, cứng hơn ở cái răng này, đúng không ạ? Hai đánh một được chưa? Tuy nhiên vẫn có nguy cơ bị trồi, thì khi đó mình có thể cắm vít này thì kéo bữa đơn thuần cái răng nào tại cái răng nào thì kéo răng đó. Thứ hai, khi cắm vít này kéo này thì vừa làm lún này vừa làm nghiêng răng thì nó ok hơn, nhưng mà tự nhiên tốn thêm cái vít, đúng không? Tốn thêm cái vít đó. Hoặc dùng chun bắt chéo này, đúng không? Từ mặt trong bắt ngoài, mặt trong bắt ngoài này nhà mình rất là hay dùng luôn, tiết kiệm, đúng không? Dễ. Cái này mình thay cho bệnh nhân được không, hay cho bệnh nhân tự thay được không? Cái này bệnh nhân thay, bệnh nhân cái này mặt đần vẫn tần ở trong được không? Từ đây là cái gì? Bên mình có gắn là vẫn tần vào bên không? Gắn vào bằng cái gì? Kéo dán sắt. À. Không. Trong mặt cái hay là gắn bất tận ở trong để móc cái chung hay không? Theo chị là có cắt được bất tận ở trên cái bàn không? Không gắn được. Ok, thì đấy mình gọi từ thôi. Thì mình nên nhá, khi mà gắn bàn rồi thì không có gắn gì đến bàn được nữa, không gắn được nhá, chỉ có hàn thôi. Thì ban đầu mình dùng bàn là nên có cái clip này luôn này, tức có cái móc ấy, hiểu không? Bên ngoài này có ống này, đúng không? Có thể một ống, hai ống, ba ống tùy thì mình sử dụng. Thứ hai là mặt trong nên có móc này. Nếu giả sử trường hợp mình không dùng móc thì có thể mình dùng con vít hoặc mình bấm cái này lại cho nó áp vào đây. Còn nếu khi mình dùng cái này thì mình không hàn thêm được, hàn là phải tháo ra, đúng không? Để đến miệng này không hàn được nhá. Hay bệnh nhân đấm nhau. Theo chị bệnh nhân móc được không? Không ạ. Phòng khám nhà mình các bạn làm được hết. Bệnh nhân nhà mình làm được hết thì không phải lo cái đó. Cần huấn luyện bệnh nhân lấy cái gương người ta soi cái này nhìn thấy ngay. Châu, nhà mình bệnh nhân có móc được không? Hay là đến thay cho bệnh nhân hàng ngày? Để móc chứ. Thời gian đâu mà ngồi thay cho bệnh nhân hàng ngày vậy, đúng không? Em có nhiều trường hợp mà cho cái bạn mới bạn ấy vào móc ấy. Mà bệnh nhân còn hướng dẫn cho bạn ấy. Đó, ok, đấy là trả lời câu hỏi chị chưa? Bệnh nhân móc được nha, đúng không? Yên tâm là bệnh nhân móc siêu hơn mình. Ngày nào bệnh nhân móc vậy, đôi khi mình móc không được đâu. Lý do cái găng tay mình cứ hay bị vướng một clip mặt trong này này, hoặc cứ vướng một hút này này. Đó, mình móc còn khó hơn bệnh nhân ấy. Thường thường ấy, ví dụ mình dùng một răng này, thường thường mình dùng chun là 3/16 hoặc 1/4, lực rất là nhẹ nhàng thôi, để nghiêng răng thôi. 3,5 ohm. Đó, đây là móc từ mặt ngoài đây thì cái này kéo ra. Tuy nhiên ở đây mọi người thì nhìn thấy vấn đề gì không? Thứ nhất, theo chiều ngang cái này đổ vào trong, cái này ra ngoài, đúng không? Còn gì nữa không? Thì sao nó không ngắn cái này sao? Không mà vẫn neo trồi răng này lên đâu ạ? Lúc nãy vừa nói rồi, trồi răng này thì hai răng này lại vướng nhau, đúng không? Xử lý căn tem là khó, cho nên là nên gắn mắc cải răng sau này này. Thì cứ tiết kiệm với mắc cải, đúng không? Mình đã nói rồi, có tất nhiên có nhiều bác sĩ là không gắn mắc cải răng bài này, tùy nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng khi mình dùng lực cái này, hôm trước trong phần cơ sinh học có nói không? Răng này dễ bị nghiêng, dễ bị xoay không? Cho nên gắn mắc cải cái răng này, được chưa? Thôi thêm mắc cải hoặc dây cung. Nếu không có là ok. Mình là tăng neo có thể gắn bất tần được, nhưng mà đây mình muốn giữ răng này không bị xoay, không bị trồi này, thì nên gắn mắc cải thêm răng này. Trường hợp như thế nào thì gắn, thứ nhất mình muốn chỉnh răng nào thì gắn đến ít nhất phải đến răng đó mới chỉnh được, đúng không?
giả sử răng bảy mình đang nghiêng, đang xoay, đang trồi, đang lún, cái kiểu hẳn một tỉnh ở đó phải răng mắc cài. Thứ hai mình muốn tránh hiện tượng là cái tác dụng phụ cho răng này này, răng này nghiêng, răng xoay. Hôm trước nói trong cơ sinh học đúng không, nhưng răng này có cái răng này gì giữ này sao nó đỡ biến không, tự nhiên là kéo cái răng sau cùng này đúng không ạ, răng này sau cùng dễ bị bật này không, nhưng kéo vào giữa đây sao ít bị hơn đúng không. Đấy, tức là khi mình kéo vào răng sáu này có răng năm, răng bảy giữ thì ít bị xoay, ít bị trồi. À, cho nên cứ thôi thêm cái bắp cải răng bảy không có tốn kém thêm bằng nhiều đâu, tất nhiên có tốn thêm chút xíu nhưng mà nó an toàn rất rất nhiều nhé. Đó, đây là chỉnh này. Ví dụ như là trường hợp răng hàm nhỏ này thì gắn bất tần nhé. Trường hợp răng hàm lớn thì nên chọn men. Nếu giả sử gắn bắp cải rồi thì gắn bất tần vào trong được không? Được chưa? Được. Nếu gắn bắp cải gắn bất tần vào trong được không? Còn nếu gắn men thì nên chọn men có cái clip này, có cái móc này, được chưa? Móc này nhá, cái móc được chun nhá. Đấy là những loại chun chỉnh gắn chéo thôi, chun bắt chéo trên dưới để chỉnh gắn chéo. Rồi, đây là một số cái để mình giải quyết được theo chiều ngang đúng không? Rồi, dây cung làm đều răng. Thứ nhất mình nói rồi, dây là mềm dây nhỏ. Mềm là nái thai là mềm nhất đúng không? Nái thai mềm. Thứ hai dây nhỏ. Dây nhỏ này có thể là đi vào trong cái mắc cài nó thụ động này, nó xoay răng dễ tăng dần từ nhỏ đến lớn. Lý do tăng dần từ nhỏ đến lớn là để kích thước răng nó thay đổi đúng không? Cái khoảng cách độ lệch cho răng thay đổi. Nên khi mà bắt đầu lệch nhiều này, dùng dây nhỏ, lệch ít dùng dây lớn hơn dần không? Để tăng lực nó. Đó. Thường thường mình thích dùng nhất là dây 014, nai thai 014 nhé. Là ban đầu, dây ban đầu của mình. Và trước đây là khi mình học ấy, có một số trường hợp mình dùng dây nai thai 012. Sau tự nhiên thấy ở răng nó lệch lạc nhiều quá thôi mà mình bắt buộc đi vào tất cả các răng thì mình dùng dây nai thai 012. Được chưa? Và thứ hai là dây nai thai 012 nó mềm lắm, nhẹ lắm. Nên thường bây giờ mình ít dùng. Còn trong trường hợp mà răng lệch lạc nhiều này này, mình có nói rồi, bỏ qua nó. Giống như một người cắn mắc cái, bỏ qua bớt một vài răng cũng được. Bệnh nhân trả góp mà. Mình cũng trả góp đúng không? Được chưa? Mấy cái răng tương đối đều mình làm đều trước được chưa? Nó nhẹ nhàng, đơn giản. Mình làm dễ bệnh nhân đỡ đau nhiều. Tự nhiên răng đang trong này lùi nó ra phát một đấy nó đau không? Thôi cứ làm nhẹ nhàng bệnh nhân đúng không? Cho nên là đi dây đầu tiên mình thường đi dây nai thai này. Thứ hai là tiết diện gì ạ? Tròn hay vuông? Hay chữ nhật? Tròn. 014, tức không phải 014 inch ấy. Chưa? Đây là dây mình hay đi đầu tiên khởi đầu. Khởi đầu cho bệnh nhân. Đó, tròn nhẹ. Nếu răng nó đều hết rồi, có người hỏi ở răng bệnh nhân em đều hết rồi em đi dây 16 được không? Đi dây 16 hay 2 được không? Được, vẫn có thể được nhưng mà dây 016 đi được nhá. Nhưng dây cũng tiết diện chữ nhật này. Nó bị xoay chân răng này không? Dây tròn nó không xoay chân răng nhá. Mục đích làm đều là phẳng chủ yếu chỉnh thân răng nên dùng dây tròn. Ok, dây 016 được nhưng mà nên hạn chế 16 hay 2 được chưa? Và nó hay bị xoay chân răng nữa. Còn nếu răng đều hết rồi, ok, có thể đi 16 hay 2 được. Nhưng mà răng bệnh nhân đều hết vậy là hiếm khi bệnh nhân đến mình lắm. Đi gắn mắc cài xong đi phát một dây 16 hay 2 thôi, có khi bệnh nhân không chỉnh nha đâu. Mà nếu như bệnh nhân đấy mà chỉnh nha thì sao? Thế yêu cầu người ta rất rất cao. Đúng chưa? Bởi vì người ta răng nó đều hết rồi mình đi dây 16 hay 2 mà người ta vẫn muốn chỉnh nha, tức là có cái gì rất là sâu xa, rất là khó khăn rồi. Thế bệnh nhân yêu cầu rất là cao mà. Răng bệnh nhân lệch lạc góc khểnh thì chuyện bình thường đúng không? Đi chỉnh nha chuyện bình thường. Nhưng răng ở đây răng đều hết rồi. Đi được dây to như vậy rồi, dây 16 hay 2 là dây khá là to đấy. Đó. Có những nơi là người ta dùng dây 16 hay 2 để bẻ dây để kết thúc các kiểu á. Nhưng mà đây là dây 16 hay 2 mới cắt bắp cải đi dây 16 hay 2 cẩn thận, rất cẩn thận những bệnh nhân đó. Bệnh nhân có cái vấn đề gì, bệnh nhân đó rất là cao, được chưa? Rồi, đây là khi mà đi dây tiết diện chữ nhật này, đi dây tròn. Dây tròn thường nó chỉ là kéo thân răng là chính thôi. Ở dây chữ nhật là kiểu gì nó cũng gây nghiêng răng, xoay răng, chóp răng, di chuyển nhiều hơn, nên khó khăn hơn và nguy cơ bệnh nhân mình là đau nhiều này, khó di chuyển hơn này. Thứ hai trường hợp này mọi người hay gặp không? Hay gặp mấy cái răng nanh mọc lệch hẳn này không ạ? Có hay này không? Có hay gắn mắc cài kém này không? Ngày xưa thì có, giờ đỡ hơn rồi. Đi một ngày đàng học một sàng gôn đúng không? Được chưa? Tại sao không đi này? Tại sao đi này? Thân răng nó đi xa. Hả? Thân răng nó đi xa. À, thân răng đi xa. Rồi còn gì nữa không? Biến dạng của răng nó bị méo cùng răng đúng không ạ? À, mọi người thấy đấy không ạ? Đúng không? Ngày xưa mình hay làm. Không phải ngày xưa bây giờ thế, bây giờ đi học thầy vẫn nói là gắn mắc cài hết sao đi cũng màu hết đâu. Khi mà răng này nó lực và phản lực ấy, ông Newton nó nói rồi đúng không, kéo cái răng này xuống thì răng này bị lên không, được chưa, nó bị méo cũng răng đó. Thế bây giờ làm nào? Không gắn, không gắn răng ba. Ừ, tớ bỏ qua răng ba rồi. Thế khi nào thì gắn răng ba? Thứ nhất là tạo khoảng trước đúng không, bây giờ thay đổi một cái tức là tạo khoảng trước, không phải làm được là khoảng trước. Thế trong những trường hợp thiếu khoảng nhiều này tạo khoảng trước như này được không?
đúng không? Thứ hai ok đấy, hai rưỡi thì ok, hai trên thì không được. Thứ hai tao khoảng xong rồi thì làm nào, vẫn là đi dây cúng này là nguy cơ như này, thế bây giờ làm nào? Hả? Đi dây tròn, đây dây tròn đấy, đi dây vuông, đi dây vuông cũng như vậy, cái đăng này lên thì đăng này xuống, mồi sao? Đi hai à, giây, thả một câu à? Bẻ gì? Bẻ dây nào? Thế bây giờ tạo khoảng xong rồi làm thế nào để nó không bị méo công năng như thế này? À, xong dây là như thế nào? À, một dây to dây nhỏ đúng không? Ok, thường là một dây to cứng này đi từ cái răng này bỏ qua răng này nhá. Được chưa? Sau là dùng một dây nhỏ kéo này xuống. Ok không? Thì dây to mình tác dụng ổn định cung răng. Khi đó nên dùng dây SS. Đấy, nhưng không phải khi nào cũng vậy nhá. Nhưng mà nên dùng là SS. Được chưa? Thứ hai là để cung răng này không bị biến dạng này. Sau mình có thể kéo răng này xuống bằng xong dây tức cái bánh này. Đúng không? Không kéo trực tiếp, kéo trực tiếp nó hay bị méo cung răng nhá. Em nhà mình có mấy bạn kéo kéo vậy, mình trước lo đấy. Ví dụ cái này đúng không? Mình đi đi một cái dây, ok. Thế là theo chiều ngang này đi. À, tức là cái bỏ quá phần đằng ba này đúng không? Mình có thể bẻ cái này, này, được chưa? Hoặc là bẻ xuống này cũng được không? Đúng không? Thế là tránh cái đằng ba đi. Thứ hai đó mình đi một dây nhỏ ở đây để móc cái đằng ba này kéo xuống được không? Được chưa? Tức là vẫn có một dây nhỏ như thế này nhưng phải có một dây to này đi vào các đằng này để nó không bị cản trở này. Thế em đi dây bao nhiêu thì nó giữ được? Thường là thường nên dùng SF nhé. Thường là SF để có thể 16, 2, 17, 25 nên lên dây diện để giữ được những cái răng này và chỉ to hơn. Thứ hai là kéo răng này thì có thể lên này thay 14 hoặc là 12 kéo xuống dần, kéo xuống dần. Đây cách thứ nhất là xong dây là piggyback, được chưa? Cách thứ hai mình vẫn đi một dây như vậy nhưng mà dùng dây này dây to cứng này và dùng chun kéo từ cái này xuống, chun chuỗi, được chưa? Chun chuỗi móc từ răng này xuống cái này không? Hay là vẫn đi dây bình thường nhưng mà đúng rồi. Cách thứ ba là đi bằng một dây này thay to và sau mình siết chỉ thép dần. Tôi vẫn một dây này thai to này, có thể này thai 17, 25, 19, 25, 16, 22 gì đó. Sau cái răng này đúng không, mình buộc chỉ thép này. Khi mình buộc chỉ thép này siết dần không, thì lực đàn hồi dây nó kéo răng mình xuống mà. Được chưa? À, đấy là mấy cách nhá, mình có thể dùng được. Thứ nhất là buộc dây cung. Dây này nên dây gì? Cái này nên dùng dây to hơn chút xíu. Nếu dây tròn nó lại bị biến dạng như này đúng không? Đó, siết dần. Thứ nhất nha, dùng xong dây được chưa? Dùng xong dây, tức là dùng một dây to, bản chất là dùng dây to và cứng và dùng một lực khác ngoài dây cung đó để mình kéo răng xuống. À, ví dụ mọi người đi một dây SS này, sau là dùng một dây cung phụ, cộng dây cung phụ nhá. Dây cung thứ hai, được chưa? Xong dây đấy. Được thứ hai đi SS, cộng chun chuỗi được không? Chun chuỗi là dùng chun kéo từ đây đến dây này được không? Được thứ ba là dây này thay to, cộng chỉ thép được không? Chỉ thép khi mình buộc này nó siết này, cái này cong cong lại không? Cong một chút thôi nha, khoảng tầm 1 ly thôi, mỗi tháp là 1 ly thôi, được không ạ? À, khi mình buộc chỉ thép này, sau mỗi tháp mình kéo ra đây 1 ly này, siết lại chút xíu để cái dây này cong xuống một chút xíu, lực đàn hồi này nó kéo răng này lên không? Được chưa? À, một cách nữa là dùng hai thằng này cứng đầu sao? Suối nó đánh nhau, được chưa? Còn đây là mình với nó đánh nhau đúng không? Mình vẫn có nguy cơ bị thương không? À, mình đánh được nó 10 cái, nó đánh được mình 1 cái, suối hai thằng này đánh nhau được không? Làm nào? Ờ, móc một chun trên dưới này được không? À, được chưa? Hai thằng trị nhau ok không? Đỡ tốt chút. Thứ nhất, đẩy lò xo này cần tạo lực không ạ? Lò xo này có tạo lực không? Nó không tạo lực làm sao mà có quả này được. Thứ nhất, một ở đây là cách kích hoạt đúng không? Mình có thể thay lò xo hoặc là mình kích hoạt như vậy đúng không? Khi mình đẩy như vậy, nguy cơ là một, răng này chạy ra, thứ hai răng này chạy ra trước. Đúng chưa? À, khi mình phủ composite ở hướng nào thì thường nó ngắt lực ở tại đó. Đúng không? Thế bây giờ em muốn đẩy răng nào? Trong trường hợp này em muốn đẩy răng nào? Thế thì khi em phủ composite thì phủ răng nào? À, đơn giản không? À, rất là dễ đúng không? Hả? À? Ờ, thì bản chất của nó là vẫn là lò xo nén lại đúng không? Nhưng mà khi đó em ngắt lực ở đây thì cái răng này đẩy ra. Trong trường hợp thứ nhất, bệnh nhân ở cái khối này này, em thấy là đàn nan bị lệch lạc này, không nên dùng lò xo đẩy nhá. Cái răng 59630 này đúng không? Nếu mình lần đặt đẩy đây thì càng lệch lạc nhiều hơn. Hoặc đường giữa nó đang bị lệch bên này ok, mình đẩy này thuận lợi không?
thế này đường giữa sang bên kia không? Đây là cái được nhá. Ngoài ra nó làm nghiêng trục tràng này nữa. Nếu trục tràng đã chia nhiều là không nên dùng nó sau này. Được chưa? Bệnh nhân thấy, ừ, tại sao em thấy càng ngày càng hô? Ngày xưa mình hay bị là bệnh nhân lệch răng ba này hoặc là răng cửa này này, hay đặt vào sau đây đấy không? Thì răng cửa nó bị chìa ra không? Nó bị lệch đường giữa không ạ? Khi mà răng cửa đang lệch lạc này, đang bị chìa này, không nên dùng như vậy. Còn nếu răng cửa đang cụp, đang đều rồi thì có thể dùng nó sau đây ở đây. Được chưa? Còn nếu không, như đây có thể dùng chun từ đấy đến đây được không? Trong trường hợp này dùng được không? Bệnh nhân đến lại mấy đây? Lại hai thì kéo chun từ đấy đến đây được không? Được hay không được? Nên dùng là sau đây hay dùng chun? Dùng kéo. Ok, trong trường hợp này nếu mà muốn răng bốn về phía sau này đúng không, có thể dùng là sẽ đẩy hoặc dùng chung kéo. Nhưng trong trường hợp này mình có muốn cái răng này chạy ra trước không hay răng này để yên đây? Có người bảo để yên, có người bảo kéo trước. Nếu mình muốn về loại một thì sao? Cái răng sáu này chuyển nào? Để ra trước. Nếu muốn về loại một thì răng sáu này ra trước, tức dùng chung từ đấy đến đây này. Nếu mình muốn như vậy nhá thì dễ hơn không? Vừa thằng này chạy ra sau, vừa thằng này chạy ra trước không? Thuận lợi hơn không? Chung chuối được không? Hay chung liên hàm được không? Được, biết là sao là cái kéo nó được, hoặc em dùng lò xo kéo được không? Được không? Có thể em dùng chung chuối, em muốn dùng chun gì dùng. Em không, em thích xe chỉ luôn kim cơ. Em dùng chun chỉ được không? Đúng rồi, kéo lò xo về đấy được không? Thế về lại 1 không? Đúng chưa? Nó đang lại 2 này đúng không? Ok, mình muốn kéo này một chút xíu này. Thôi, dùng hai thằng này đánh nhau luôn. Được chưa? À, cái này là một trên một dưới được không? Khỏe nhiều không? Thế mình cứ phải lợi dụng nó, đúng không? Thỉnh thoảng phải biết lợi dụng nó tí xíu. Được chưa? Không khi nào mình cứ nơi này là chắc chắn mình thất bại rồi, đúng không? Mình mệt rồi. Hoặc như này chẳng hạn, nó đẩy lệch thêm mấy cái răng này đang lệch lạc, không phải nó lệch lạc nhiều hơn, nó bị lệch được giữa, bị chìa ra. Đó, thôi, dùng mấy cái răng này để kéo. Được chưa? Có khoảng tự động cái này lên, hay là kéo hai thằng này với nhau. Đây là một vài cách, vài mẹo để mình khỏe thôi. Tất nhiên là hùng hục làm cũng được, nhưng mà lợi dụng thằng khác làm việc của mình tí xíu nó khỏe hơn không? Được chưa? Đấy, cái ngày gặp rất là nhiều nhé, gặp rất là nhiều luôn. Nhà mình cũng thế, vì hôm trước mình thấy gặp một vài ca. Và tí nữa cho mọi người xem mấy ca mà buổi chiều đi xử lý khoảng này. Đấy, mấy bệnh nhân mà các bạn đang làm hay sao các bạn chuyển qua cho mình ấy. Nhà nói đi nói lại rồi nhưng mà bất bị. Không hiểu điều gì. Đấy, ví dụ như thế này hả? À, không biết là kéo này sau mấy thằng này chạy đi đâu đúng không? Cũng được đấy. Cũng được đúng không? Nhớ lâu. Thế này, sau này chả biết mấy cái thằng này đi đâu về đâu. Hướng nhìn hướng lực nó hơi khó một xíu. Bảo những răng này nó nằm sâu hẳn dưới bên này này. Tất nhiên răng này lên, răng này xuống không? Đấy. Thay vì đó chia ra, phân hoạt ra. Được chưa? Phân hoạt dần 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 ra. Ở đây là ngày xưa mình hay làm để giảm lực này. Thôi, đi vào mắc cài này lực lớn quá, kéo vòng xuống này. Nhưng vòng xuống này nó có bị không? Có. Nó vẫn bị cuộn. Kiểu gì là cái răng này xuống thì cái răng này lên nó vẫn như vậy. Đây là một sai nhé, sai của mình khi chưa ấy. Cứ nghĩ thôi, lực nó nhẹ xuống dần dần, xuống dần dần nó vẫn bị méo cung răng nhé. Đấy, tức là dùng đây, đó. Sau cái răng này xuống thì mấy răng này cong lên thôi. Chuyện thường ngày, chính xác rồi. Đấy, đó là một là bẻ dây không ạ? Dùng cái phần này riêng ra, dùng một cái khác để kéo răng này xuống không? Không đi vào mấy răng cửa nữa, đặc biệt mấy răng cửa hay bị yếu này. Thứ hai cái này đi vòng 6 này, dùng bên hai ống này, hoặc mắc cài hai ống này. Đó, dùng một lực riêng ra để kéo này xuống. Bẻ cung di xe răng nanh, một cách di xe răng nanh. Cứ dần dần rồi xong mình sẽ thấy là những cách bẻ dây như vậy. Hoặc đây, hai thằng này đánh nhau không? Được chưa? Dùng hai răng này để kéo nhau. Hoặc ở đây dùng song dây không? Tức một dây to này, mọi người thấy hình minh họa này dây to hơn, cứng hơn không? Và cái dây này nhỏ hơn, mềm hơn này. Được chưa? Đây, song dây. Đó, dùng cái này được không? Chun kéo ra được không? Được. Có vấn đề gì không? Cái này rất rất là hay gặp đúng không? À, chưa đủ khoảng. Thế bây giờ làm nào? À, tức phải có chỗ nó mới ra được đúng không? Nguyên tắc rất đơn giản là vậy. Đủ khoảng nó mới ra được nhé. Còn nếu kéo điện không kéo ra được. Đây ta khoảng một cách nào? Cái này dễ là lò xo đẩy đúng không? Hoặc gì sao gì đó đúng không? Hoặc đây chẳng hạn có nhổ răng thì kéo này ra trước, kéo nó ba trước, kéo nó hai sau. Miễn làm sao là phải có khoảng nó mới ra được. Không có khoảng có kéo vậy kéo nữa không ra được. Đó, đây là một cái đấy. Đây là mình hình họa thôi. Đấy, tức là mọi người thấy có lò xo đẩy đấy đúng không? Lò xo đẩy giữa răng một răng ba này. Và sau đây dùng gì đó? Cái này là gì đây? Cái này gì? Dây cung phụ đúng không? Nhưng thường thường là mọi người thấy nó chênh lệch kích thước nhiều không? Nhiều. Tức để đảm bảo cái này đảm bảo độ to, độ cứng. Tuy nhiên trong ca này thì mình có lấy trên mạng nhé, của bác sĩ Asker này. Mình thấy là bác này làm khá nhiều video, nhìn dễ nhìn đấy.
trên này thì chẳng hạn, ok, mình có thể mình thay đổi một chút xíu. Thường thường mình làm mình chú ý thay đổi một chút xíu để nó phù hợp hơn với mình nhá. Khi mình học của các bác khác đúng không? À, để có cái hình đẹp. Nhà mình thì thực ra là hình nhà mình cũng khá là nhiều nhưng mình lười thôi, lười tìm thôi, lười chụp bản nhân thôi. Okay. Khi đây chẳng hạn, mọi người thấy này. Đây mọi người thấy có vấn đề gì không? Tiếng khoảng tầng 2 thì đang đặt vào sơ đẩy đây, tạo khoảng. Rồi còn gì nữa không? Hả? À, tầng 3 nó xoay, lý do tại sao tầng 3 này xoay? Lò xoá đẩy mạnh quá nó bị xoay đúng không? Thế bây giờ làm thế nào để đỡ xoay? Cố định và chỉ thép. Thế tự nhiên là bây giờ mình kéo chỗ cho răng 3, răng 2 này ra, sau răng 3 xoay lại, lại tạo khoảng để cho răng 3 này nó xoay lại đúng không? Đúng chưa? Rồi sau lại tạo khoảng như vậy, lại răng này lại xoay, lại tạo khoảng lại thì nó thành một vòng luẩn quẩn, được chưa? Khi đó buộc chỉ thép chặt vào. Mọi người để ý nhá, trên lâm sàng cũng để ý cái này, Châu để ý không? Khi nào mà có cái nào lực khác ngoài dây cung đơn thuần là phải dùng chỉ thép buộc vào, khác ngoài dây cung nhá. Đây lò xo đẩy này hoặc chun kéo các kiểu hoặc gì đó hết, người nên dùng lò xo kéo, lò xo đẩy hoặc là chun kéo thì nên dùng chỉ thép buộc vào tránh xoay, được chưa? Buộc hai cái răng bên cạnh này này. À, buộc chun cũng được nhưng ban đầu nó chắc, nhưng sau một thời gian chun nó sao ạ? Nó bị thoái hóa, nó biến dạng đúng không? Cái bị lọc nó bị tuột ra. Cho nên những cái trường hợp này phải buộc chỉ thép vào, được chưa? Và tránh nó xoay. Thứ hai nữa đây mọi người thấy này, gắn mắc cài sao? Thiếu keo đúng không? Đây này. Thì những chỗ này nó sẽ bị bong đấy nhá. Được chưa? Lớp keo này nhiều quá có thể là nhiều người người ta cố tình để đẩy cái răng này vào trong hả? Tuy nhiên nó thông thường ấy, mắc cài mình có in out rồi thì nên gắn sát như này. Nhưng mà đây là dễ bị bong không? Hôm trước mình có nói không ạ? Tại sao lý do người ta nghiên cứu là chỉnh mắc cài quá hai lần thì lại bong 50%. Được chưa? Cái hình này mình thấy rất là hay, sau mình lấy được là mình để mình hòa luôn này. Nếu như mọi người mà gắn mắc cài xong người đặt ấn chặt này, người điều chỉnh này thì nó hay bị hở này không? Cái thiếu keo ấy. Cái hở đó, do đó hôm trước mình có nói mình sẽ đặt vị trí mắc cài đặt nhẹ lên bề mặt răng, nó vẫn còn hở một khoảng này này, có keo đấy nhá. Sau mình chỉnh hết các vị trí, sau mình ấn chặt này, sau mình lấy keo dư, được chưa? Thì nó ít bị như này, có thể thỉnh thoảng vẫn có nhá, nhưng mà nó sẽ ít bị như này, ít bị hở này, được chưa? Ok không?